Parang Sammasambuddho Bhagavata Bhagavantaṃ Apivādhe Mi Svākhāto Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cánh vấn đắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể cho Phật tử luôn đã vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. À, thưa quý vị, đến hôm nay chúng ta tiếp qua một cái phần thứ tư, tức là thâm sâu về sự thấu triệt. Thì thâm sâu về sự quán triệt đó, chữ Pali gọi là bát tí quê thá hay bát tí quê thô gom phi ra ta. Rồi cái chữ bát tí quê thá có nghĩa là thông đạt, có nghĩa là hiểu biết, có nghĩa là có một sự rõ ràng hay là một sự giác ngộ. Đó là chỉ cho cái sự thấu đáo, hiểu rõ, thấy rõ. Hiểu rõ, thấy rõ gì? Hiểu rõ, thấy rõ như thật, đúng theo cái pháp thực tính. Chữ pháp thực tính, chữ Pali gọi là Sabbaha Thâm Má. Riêng cái chữ Thâm Má, cái pháp đó, thì ở đây chỉ cho cái thuộc tính là nâng đỡ, nâng đỡ. Như Pali có giải thích như sau: Atpano Bana Sapawang Tharanti Tí Thamma, tự tính nâng đỡ pháp thực tính, đó gọi là pháp. Điều này được gọi là trong cái bản số bản Thamma Sangini, chữ Pali là DHS, tức là Thamma Sangini đó. Sứ giải của Thamma Sangini tức là bộ pháp độ đó, bộ Athasanini, tức là DHS là Thomas Sangini. A Athakatha 39. Thì chúng ta lặp lại rằng Atpano Bana Sapawan Tharanti Tí Thamma, là tự nâng đỡ pháp thực tính thì gọi là pháp. Tuy rằng có cái định nghĩa như thế này, nhưng mà các vị sớ giải sư chấp nhận cái chữ thâm má với một cái nghĩa nó rộng rãi hơn. Đó là ngoài những pháp thực tính ra thì còn những pháp khác, tuy rằng không nâng đỡ những pháp thực tính nhưng cũng được gọi là pháp. Giống như là cái pháp chế định, chào pháp chế định thì nó chỉ mượn danh từ, mượn pháp thực tính để nêu bài ra mà thôi, chứ còn thật ra thì pháp chế định không phải là pháp thực tính. Thì pháp thực tính, pháp gia định được cái chữ Pali gọi là bánh đắc tí thâm má, tức là mượn cái pháp thực tính để nêu bài cái danh từ ra mà thôi. Ví dụ như nương vào cái sự cảm nhận hay là cảm thọ thì định đặt nó là thọ, nương vào cái sự nhớ lại thì định đặt nó là tưởng, đúng không? Thì cái những cái danh từ đó nó không có pháp thực tính, nhưng mà nó nương theo pháp thực tính nó định đặt ra, hoặc là nó không có nương theo pháp thực tính nhưng mà nó cũng định đặt ra. Ví dụ giống như nó là trách nhiệm hay là cái ranh giới hay là cái biên giới hay là cái bộ phận, tìm cái pháp thực tính của cái bộ phận không có, tìm cái pháp thực tính của cái ranh giới nó không có, nó chỉ là một cái mặc định giữa một con người với con người mà thôi, chứ thật sự cái ranh giới pháp thực tính nó không có. Ví dụ chúng ta nói có biên giới của hải đảo hay biên giới của nước này nước kia thì đó là một sự mặc định với nhau, chứ nó thật sự ra thì nó không có một cái thực tính nào hết. Thì cái pháp chế định á, thì nó không có pháp thực tính, hoặc là cái pháp thiền mà diệt thọ tưởng định,
nó cũng không có pháp thực tính, bởi vì nó không gọi là được gọi là vô vi, mà cũng không được gọi là hữu vi, nhưng mà nó có. Và cái trạng thái đó ta được gọi là định đặt là thiền diệt thọ tưởng như vậy. Cho nên theo các vị mà giáo hội sư mở rộng ra cái vấn đề đó, thì chúng ta thấy là pháp là cái đa dạng, nhưng mà ý nghĩa rốt ráo của cái pháp đó, thì theo Abhidhamma-thá tức là cái chân pháp đó, thì nó là một sự nâng đỡ, và sự nâng đỡ đó cũng chính là cái pháp thực tính. Khi nói cái pháp thì người ta chỉ cho cái sự nâng đỡ, và chính cái sự nâng đỡ đó là một pháp thực tính. Nếu như những pháp chế định hay là những pháp do định đặt, nó không có pháp thực tính vì nó không có cái tính nâng đỡ, thì nó được chỉ là một cái danh từ mà thôi, nó không có sự sinh diệt. Như vậy cái pháp thực tính là cái pháp mà nó có sự sinh diệt rõ ràng, hoặc là nó có một cái điều hiện hữu rõ ràng. Thông thường thì những pháp hữu vi, pháp thực tính hữu vi nó có sự sinh diệt rõ ràng, nhưng mà những cái pháp vô vi giống như là niết bàn hay là chế định thì nó không có sự sinh diệt đâu. Cho nên chúng ta cũng nắm bắt một cái ý nghĩa là như vậy. Và như thế, theo cái nghĩa tận cùng thì thực tính pháp cũng chính là sự nâng đỡ, nghĩa là cái bản chất của pháp và sự hiện hữu của chúng chỉ là một mà thôi. Cái pháp này nó hiện lộ ra thì nó có cái một bản chất của nó, và cái bản chất này nó biểu hiện ra hai cái này nó ở góc độ nào đó một, nó chỉ là một, nhưng mà nó có một ý nghĩa là khác nhau, ý nghĩa khác nhau. Là sự hiện hữu hay là sự biểu hiện của nó do tính chất nương vào cái tướng trạng, còn cái bản chất của nó là như vậy. Cứ tướng trạng nó diễn tiến như thế nào thì cái bản chất của nó cũng vẫn y như vậy mà thôi, nó không có gì sai khác cả. Và giống như là chúng ta có một ví dụ ở trên đó, cái viên kim cương nó cái là bản chất, còn cái biểu hiện của nó thì nó biểu hiện ở mặt này mặt kia mặt ngọ, không ạ? Thì nếu mà biểu hiện ở mặt này thì nó có màu, viên kim cương nó có màu xanh, nó biểu hiện ở mặt kia thì viên kim cương nó có màu hồng, màu vàng hay là màu xanh lam, đúng không? Thì cái biểu hiện của nó là vậy, nhưng mà cái bản chất của nó cũng vẫn là một mà thôi. Hoặc là một cái cây, vào buổi sáng nó biểu hiện khác, vào buổi trưa nó có biểu hiện khác, vào buổi chiều nó có biểu hiện khác, nhưng bản chất nó cũng vẫn là một cái cây. Thì chúng ta nắm bắt như này. Tuy nhiên khi nói tới cái cây thì ta hiểu ngay là nó có cái bản chất, và cách người ta nhìn nó cái cây như thế nào thì đó là cái biểu hiện, và như chúng ta nắm bắt được ý nghĩa nó là như vậy thôi. Tức là tuy cùng là một bản chất như là khổ nhưng mà nó sẽ biểu hiện ra nhiều cái hình thức khác nhau, thì bản chất nó cũng vẫn là bị bức hại, nó cũng bị là áp bức, nó cũng bị là áp chế, nhưng mà nó sẽ biểu hiện ra nhiều cái cách thức khác nhau, và người ta định đặt theo những cái biểu hiện của nó. Ví dụ như sinh là khổ thì cái bản chất nó cũng bị đè nén, cũng bị áp bức, nó cũng bị tiêu hoại, nó cũng bị thay đổi. Rồi già cũng là khổ, rồi bệnh cũng là khổ, nhưng mà như đó là những cái tuy rằng nó cũng bản chất nó là khổ như vậy đó, nhưng mà nó sẽ biểu hiện ra từng cái góc độ, và người ta nhìn đó và người ta biết nữa à. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một cái người họ bình thường nhưng mà gương mặt họ không có vui, thì chúng ta cũng biết là người này đang bị khổ. Nhưng mà dĩ nhiên cái rõ ràng là họ không phải khổ thân mà họ bị cái khổ thân, họ bị cái khổ tâm, nhưng mà rõ ràng họ cũng vẫn là cái khổ, tức là họ vẫn bị áp lực, vẫn bị sự áp bức, vẫn bị cái sự dây khổn, những cái điều mà không hài lòng. Thì bản chất nó cũng là vậy thôi, nhưng nó biểu hiện nó khác nhau.
Hoặc giả chúng ta thấy một cái người rên la, một người đang cầu cứu vân vân, thì rõ ràng đó cũng là một sự khổ, nhưng mà nó biểu hiện ra cái hình thức là thọ khổ. Thì thọ khổ nó cũng chỉ là cái sự bị áp lực, bị áp bức, áp chế hoặc là sự đè nén. Nếu mà nó biểu hiện ra thân cho người ta gọi là cái thân khổ, nhưng nếu mà biểu hiện ra tâm người ta gọi là cái tâm khổ, thì cái bản chất của nó cũng là một, nhưng mà cách biểu hiện nó là khác. Cho nên cái vấn đề là thấu triệt được những cái điều ở bên trong cái khổ đó, hay là bên trong cái sự kiện đó, đó là một vấn đề. Còn cái nó hiển lộ ra thì chúng ta cũng nắm bắt được như vậy. Như vậy cái thực tính pháp nó biểu hiện theo cái tướng trạng. Thì cái tướng trạng này có hai loại tướng trạng. Chúng ta nhớ rằng những cái thực tính pháp và những cái pháp được gọi là pháp hữu vi đó, thực tính pháp này chỉ cho những pháp hữu vi, nó sẽ biểu hiện ra bởi hai cái loại tướng trạng. Và chính hai cái loại tướng trạng đó, cái bản chất của nó chẳng là như vậy thôi, nhưng mà cái sự mà biểu hiện của nó là tùy theo cái thời điểm, tùy theo cái cách vận dụng. Chúng ta thấy là cái bản chất của sự bố thí là vẫn cứ đem cho, nhưng mà có cách đem cho như thế này và có cách đem cho như thế kia. Thì cách đem cho như thế này, cách đem cho như thế kia, tức gọi là sự biểu hiện của cái bản chất đem cho. Cái người cái này đem cho với cái tâm cung kính, đó là một cái biểu hiện của sự đem cho. Rồi có người đem cho với một cái chất là bình thường, thì nó cũng là biểu hiện của một sự đem cho. Rồi một người có đem cho với một cái tính chất là giúp đỡ người khác, nó cũng là một sự đem cho, nhưng mà cách biểu hiện nó khác nhau. Có người có thể biểu hiện sự đem cho bằng cách là bình đẳng quá mọi đối tượng, ai cũng có thể đem cho, ai cũng có thể cho được hết. Còn có người thì cho bằng cách tuyển chọn, nó cũng đem cho nhưng mà cái biểu hiện của nó là tuyển chọn. Ví dụ đây là người thân thì tôi cho hơi nhiều, người quen tôi cho hơi nhiều, còn cái người không quen tôi cho cách nó vừa phải. Còn người mà gọi là chúng tôi khó chịu, không bằng lòng, tôi ghét, có đôi khi là không cho hoặc tôi cho với một cái nào đó cho lấy lệ, thì nó cũng là một sự biểu hiện của cái sự bản chất đem cho. Thì bản chất đem cho nó là như vậy, nhưng cách biểu hiện nó là khác nhau. Thì cái biểu hiện của nó trong cái pháp vô vi nó có hai. Thứ nhất là cái biểu hiện của tướng trạng chung. Và khi mà chúng ta nói một cách chung chung, đó là chúng ta nói chung lên, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải biết được cái tướng trạng riêng của cái từng cái pháp đó. Vậy thì tướng trạng chung của cái pháp vô vi đó là gì? Cái chữ Bali của cái tướng trạng chung, chữ Bali được gọi như vậy, tức là Samanya Lakkhana. Lakkhana là cái tướng trạng, Samanya là phổ thông, tức là cái tướng trạng chung, tướng trạng chung. Thì cái tướng trạng chung hay tướng trạng phổ thông á, thì nó chính là vô thường, khổ hay vô ngã. Không có một pháp hữu vi nào mà nó thoát ra khỏi ba cái tướng trạng này. Và chính ba cái tướng trạng này được gọi là tướng trạng chung. Cho dù sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay bất kỳ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hay là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hay là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi ý thức, đúng không? Tất cả những cái pháp đó là những pháp phổ vi, thì luôn luôn nó có ba cái tướng trạng chung, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Không có một pháp nào thoát khỏi cái điều này cả. Thì đây được gọi là cái anh nhá, xám anh nhá, lắc khá ná, tức là tướng trạng chung, nó là như vậy. Nhưng mà cái mỗi pháp nó có một cái nét biểu hiện riêng. Cái nét biểu hiện riêng đó được gọi là tướng trạng riêng. Chữ Bali gọi là Visesa Lakkhana. Thì tướng trạng riêng tức là cái biểu hiện riêng của cái pháp đó chẳng hạn vậy. Hay là nó là một sự biểu hiện cái nét đặc trưng riêng của cái pháp đó. Và chính vì cái tướng trạng riêng là một cái điều rất cần thiết để chúng ta nắm bắt lấy. Thí dụ chúng ta nói rằng làm phước
Làm phước á, thì có an lạc, đó là cái tướng trạng chung. Cái người làm phước thì dĩ nhiên nó sẽ có kết quả là an lạc, bởi vì nó là cái định luật, là nó không có gì mà phải bàn cãi, nó không có gì mà thay đổi cả. Cái người làm ác, làm xấu sai quấy thì phải nhận lấy cái quả đau khổ, hay là cái quả không an vui. Đó là một cái quy luật. Cái người làm việc thiện, việc tốt thì chắc chắn phải nhận được cái quả an lạc. Đó là một cái định luật chung, không có cái vượt qua cái khung này được. Và như vậy được gọi là cái tướng trạng chung. Nhưng mà cái tướng trạng riêng đó cũng là an lạc. Mà an lạc như thế nào đây? An lạc là thân thể khỏe mạnh chẳng hạn vậy. Người cái người an lạc thân thể khỏe mạnh nhưng mà lại nghèo khổ chẳng hạn vậy. Rồi cái người có cái an lạc, vừa an lạc thân thể khỏe mạnh lại vừa có cái tài vật tốt chẳng hạn vậy. Nó cũng là an lạc nhưng mà rõ ràng biểu hiện nó khác nhau rồi. Rồi cái người mà có cái sức khỏe tốt, có cái tài lộc tốt nhưng mà không có danh tiếng chẳng hạn vậy, thì nó cũng lại là một cái sự biểu hiện của an lạc. Rồi người có danh tiếng nhưng mà lại không có cái tài lộc chẳng hạn vậy, nó cũng là một sự biểu hiện của cái an lạc. Nhưng thì những cái điều mà chúng ta vừa nêu ra cho quý vị đó, thì cái đó là thuộc về cái tướng trạng riêng. Và cái tướng trạng riêng này nó do cái nhân nào, do cái duyên nào, thì cái điều đó nó cần đòi hỏi cái sự thâm sâu để mình hiểu biết về nó. Nhưng mà trước tiên là chúng ta nói về cái tướng trạng riêng, nên đây là những ví dụ để chúng ta thấy thôi. Một người sống lâu là đó là một cái an lạc. Nhưng mà sống lâu như thế nào lại là một cái sự an lạc khác nó biểu hiện ra. Như trong Pháp Cú chúng ta thấy rằng là ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Thì rõ ràng là cái người sống trăm năm nó vẫn tốt hơn sống một ngày. Nhưng mà cái an lạc của một trăm năm đó mà không thấy pháp sinh diệt đó, và so với an lạc của một ngày mà thấy pháp sinh diệt đó, thì an lạc một ngày thấy pháp sinh diệt nó lại tốt hơn. Nhưng mà về cái của thọ có thể nó không bằng, nhưng mà nó lại vẫn tốt hơn. Cho nên đây là cái ví dụ cho chúng ta thấy những cái pháp gọi là tướng trạng riêng. Và trong khi thực hành pháp quán này, bắt buộc chúng ta phải tìm thấy, tìm hiểu và thấy rõ, biết rõ những cái tướng trạng riêng đó. Và chính vì biết rõ những tướng trạng riêng của từng cái pháp hữu vi như vậy thì được gọi là thâm sâu thấu triệt. Tức là bát tí quê thá, gầm phi rá ta. Bây giờ chúng ta điển hình một số cái pháp hữu vi mà nó bộc lộ cái tướng trạng riêng. Dĩ nhiên pháp hữu vi nào nó cũng phải có tướng trạng chung là vô thường, khổ, vô ngã rồi. Là chúng ta đều biết nó như vậy. Và trong cái sự thực hành này thì cái pháp tướng trạng riêng đóng vai trò rất là đặc biệt. Để chi? Để chúng ta nhận định rõ ràng như vậy. Và khi chúng ta nhận định rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ không có nhầm lẫn. Mà đã không nhầm lẫn thì không đi tới một cái sự sai lệch. Mà đã không có sai lệch thì sẽ không có rơi vào cái tà kiến. Chúng ta biết đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Và chúng ta sẽ có đồng hóa, không có xem thọ nó giống như là tưởng, tưởng nó giống như hành, hành giống như thức. Mỗi cái tướng trạng riêng như vậy. Và trong khi mà phân tích về ngũ uẩn, chúng ta quan sát về ngũ uẩn thì chúng ta phải nắm bắt được những tướng trạng riêng của các uẩn này chẳng hạn vậy. Như là tướng trạng riêng của nguyên tố đất chẳng hạn vậy, thì chúng ta cũng đã nắm bắt trong kinh Tứ Niệm Xứ rồi, là nó có cái sáu cái tướng trạng riêng, đó là cứng, mềm, thô, mạnh, nặng nhẹ chẳng hạn vậy. Hoặc là chúng ta nắm về cái tướng trạng riêng của cái tâm sở xúc chẳng hạn vậy, thì tâm sở xúc nó có tướng trạng là đụng chạm, xúc chạm, đụng chạm, xúc chạm. Nó xúc chạm cái gì? Nó xúc chạm với cảnh. Và khi mà nó xúc chạm chạm với cảnh như vậy đó, thì nó là cái tập khởi cho các pháp khác sinh lên. Và chúng ta phải thấy được điều đó như vậy. Như Đức Phật ngài dạy rằng là xúc là nơi tập khởi của các pháp, tức là các pháp lấy xúc làm tập khởi.
không có pháp nào mà không có xúc nữa, không có xúc nữa. Mặc dù chúng ta nói là nghiệp hay gì đó chẳng cũng phải là do xúc, cái nghiệp nó trả quả như thế nào thì cũng phải do duyên xúc mà ra. Xúc là một cái pháp mà nó tập khởi, nó làm sinh khởi nên nó gom tất cả các pháp cái sinh lên. Và cái pháp gì làm cho cái sinh khởi, cái pháp đó nó sinh khởi lên, các pháp sinh lên khởi lên nó phải có cái duyên, cái duyên này, cái duyên mà tướng trạng riêng của cái duyên nó để cho pháp này nó sinh khởi lên, đó là gì? Nó chính là tác ý. Cái người mà có cái tác ý đúng thì nó làm sinh khởi lên cái pháp thiện. Còn cái người mà có tác ý không đúng, không như thật, không như đúng thì nó sẽ rồi sinh khởi lên cái pháp bất thiện. Nên Đức Phật ngài dạy là tất cả các pháp lấy dục, tức là tranh đá, ước muốn làm cái gốc rễ, làm cái căn bản, chữ mua lá à. Lấy xúc làm gốc rễ, lấy tác ý làm sinh khởi, chúng ta có hướng về cái nó thì cái đó nó mới sinh khởi lên. Và lấy xúc làm nó tập khởi, tức là gom lại để nó sinh khởi lên. Và lấy thọ làm nơi tụ hội, chẳng hạn vậy. Và bài kinh này chúng tôi thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần, không phải là vô ý đâu, không phải là ý đâu, nhưng mà muốn cho quý vị nhớ để mà khi mà chúng ta gặp một điều gì đó, chúng ta phân tích, chúng ta biết rõ, nhận được cái nhân duyên của nó thì phải nương vào cái bài kinh này. Tất cả các pháp lấy ước muốn, tức là chân đá đó à, làm cái gốc rễ, làm căn bản, làm gốc rễ. Tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi, chúng ta có tác ý tới thiền, chúng ta có tác ý tới những pháp thượng nhân, chúng ta có tác ý tới niết bàn, chúng ta có tác ý đến một cái pháp nào đó thì về sau nó cái pháp đó, nó sẽ hiện khởi. Nhưng chúng ta làm cái gì, chúng ta có tác ý tới niết bàn thì một lúc nào đó ở trong kiếp này hay là trong kiếp khác, hay một lúc nào đó trong ngay trong kiếp này thì chúng ta sẽ chứng đạt được niết bàn. Nhưng mà nếu chúng ta tác ý tới danh hay lợi thì một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ được danh, một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ được lợi. Và chúng ta tạo những điều kiện, chúng ta tinh tấn hay chúng ta nỗ lực, chúng ta làm cái gì cũng theo cái khuynh hướng đó. Nếu mọi người mà có khuynh hướng về lợi thì khi họ làm một điều gì đó, họ làm việc bằng thân hay là bằng lời nói hay là cái gì đó thì họ cũng đi theo cái hướng đó mà thôi. Ngoài ra không, họ không đi được khác nữa. Thí dụ một người mà thích thú về cái tài vật, mở miệng ra là họ nói tới tài vật, họ sẽ nói tới cái bố thí, họ tới nó khuyến khích bố thí, họ khuyến dược vân vân. Vì sao vậy? Về tâm họ thích về tài vật, tác ý nó hướng về tài vật, cho nên cái lời nói của họ sẽ hướng về cái tài vật, việc làm của họ cũng hướng về cái tài vật, chứ không phải. Còn nếu như một người mà có cái hướng về cái tác ý buông bỏ sợ khổ, buông bỏ à, hướng tới cái niết bàn, hướng tới an tịnh thì họ sẽ mở miệng ra, họ sẽ nói về cái niết bàn, họ sẽ mở miệng ra, họ sẽ nói về cái sự an tịnh, họ mở miệng ra, họ sẽ nói về cái sự ly tham, họ mở miệng ra, họ muốn cái họ sẽ nói về cái sự tu tập. Vì cái hướng của họ là như vậy, giống như cái cây nghiêng về đông thì cái bóng của nó cũng đổ về đông, và mới nó ngã nó cũng sẽ ngã về đông. Hoặc giống như cái dòng sông từ trên núi đổ xuống, nó nghiêng về đông, nó thiên về đông, nó hướng về đông thì nó đổ ra biển đông. Còn như mà dòng sông ở trên núi đổ xuống, nó hướng về tây, nó nghiêng về tây, nó thiên về tây thì nó sẽ đổ ra biển tây. Nó là như vậy thôi. Cũng vậy, tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi. Và chúng ta thường thường nhắc nhở những cái tử rằng là chúng ta làm cái gì, làm bằng thân, bằng lời nói, bằng ý tưởng, khi chúng ta biết nó là thiện thì ao ước dùm, tức là cái ước nguyện tranh đá, ước nguyện dùm là niết bàn, và tâm hướng tới niết bàn bằng cách là phát nguyện đạt được niết bàn thì một giây phút nào đó, hoặc là gì, một cái thời điểm nào đó khi mà nó hội tụ lại thì ai sống cả trăm năm không thấy câu bất tử
tốt hơn sống một ngày mà thấy câu bất tử. Cái này như vậy, bất tử là một tên gọi khác niết bàn chúng ta nhận được. Và mặc dù là chỉ sống một ngày thôi, cái an lạc sống một ngày nó không là bao hết, nhưng mà đạt được cái an lạc của niết bàn thì là được tỉnh cho các bạn. Cho nên chúng ta mới thấy cái Đức Phật ngày dạy rằng các pháp lấy ước muốn làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc làm tập khởi. Chứng đạt được niết bàn cũng phải do xúc, không có xúc không có cách nào mà chứng đạt được. Tâm nhận được niết bàn cũng phải từ duyên xúc mà có. Rồi tất cả các pháp lấy thọ làm độ hội, quy tụ vào thọ, rồi tất cả các pháp lấy định là đỉnh cao, là đỉnh cao, tức là cái điểm cao nhất, đỉnh cao. Rồi tất cả các pháp lấy niệm để cho tăng trưởng, tất cả các pháp lấy tuệ làm tối thượng, tối thượng. Rồi tất cả các pháp lấy giải thoát, là lấy giải thoát làm cốt lõi, tức là lấy được niết bàn làm cốt lõi. Cho nên chúng ta thấy hướng là như vậy. Và cái tướng trạng riêng là chúng ta phải nhận định đó là như vậy. Nhận định đó là cái tướng trạng riêng này nó thuộc thiện hay tướng trạng riêng này nó thuộc bất thiện. Do chúng ta tác ý, chúng ta nắm bắt được một cách rõ ràng như vậy. Thì tướng trạng riêng của xúc thì nó có sự đụng chạm. Và sự đụng chạm này nó nảy sinh ra những cái điều khác nữa, nó kết quả của cái xúc này. Rồi qua tướng trạng của tâm sở thọ, đó là gì? Đó là hưởng cái cảnh. Mặc dù tất cả các pháp lấy thọ làm tụ hội, nhưng mà tụ hội nó chính là hưởng cảnh. Hưởng cảnh. Và nó hưởng cảnh, cái vị pháp, vị cảnh của nó mà tốt đẹp nhất vẫn là cảnh niết bàn cho các bạn. Cho nên tâm sở thọ nó có cái tướng trạng là hưởng cảnh. Chính vì qua các tướng trạng đó, là hành giả sẽ nhận biết được rõ ràng khi mà vị đó đang tu tập về pháp minh sát. Do vậy đối với ví dụ như tướng trạng của tưởng là gì? Tướng trạng của tưởng là gì? Là nhớ lại một cái dấu hiệu nó từng gặp, nó từng gặp. Chứ không phải nhớ về những gì đã từng gặp nha, mà nhớ là một cái dấu hiệu nó đã từng gặp, nghe không ạ? Nhưng mà chúng ta tình cờ chúng ta gặp một người thì nhớ nhớ là một cái dấu hiệu người này mình gặp đâu lần nào rồi. Và sau khi nhớ là cái dấu hiệu đó, chúng ta có thể nhận định ra đây là người mà mình đã gặp ở nơi nào đó, ở một chỗ nào đó, ở một bối cảnh nào đó. Và thông thường cái chữ tưởng thì người ta thường dùng cái những danh từ được định đặt như là hồi tưởng, hồi nhớ, hoặc là hồi ký hay là hồi ức, vân vân. Nhưng mà tụ trung đó là nó nhớ lại một cái gì đó ở trong quá khứ. Cái hồi ức, hồi tưởng nó rộng bao la, nếu không gì hết. Nhưng mà tưởng nó chỉ là đơn giản, nó nhớ là một cái dấu hiệu nó đã từng gặp, có thể thôi. Còn mở rộng ra tưởng như thế này, tưởng như thế kia, tưởng như thế nọ, đó là cái diễn mà suy luận hoặc là định đặt ra để cho nó có vẻ nó là rộng rãi thôi. Chứ thực tế cho cái bản chất đó, chúng tôi nói rằng dù cho nói danh từ nào chứ nữa thì bản chất nó cũng chỉ có một mà thôi, ngoài ra nó không có gì khác hết. Chúng ta nhiều cái danh từ chúng ta đặt lên cho một cái điều đó, mà điều đó chỉ có bản chất một mà thôi. Thì chúng ta nắm bắt được ý nghĩa như vậy. Thì đó là những cái nêu ra một số như vậy để chúng ta nắm bắt được cái tướng trạng chung là vô thường, khổ, vô ngã, và cái tướng trạng riêng. Và tướng trạng riêng đó nó chỉ hiển lộ cách rõ ràng và nhận bắt được rõ ràng nếu như vị đó tu tập thiền minh sát. Khi tạo tu tập thiền minh sát thì những cái tướng trạng nó hiện rõ lên, mà lúc nó không cần danh từ để được đặt lên. Cái pháp này sau khi tu thời thứ nhất nhận được như vậy, lần thứ hai này duyên đầy đủ như vậy, nó con pháp nó sinh lên và cái hành giả nhận biết ngay cái này mình đã từng gặp ở trước đây rồi, thì cái đó nó chính là tưởng đó, cái đó chính là tưởng đó. Cái pháp này trước đây mình đã từng biết nè, thì cái đó nó là tưởng đó. Như vậy như vậy thì đối với mỗi chi phần của cái pháp duyên khởi này, như là vô minh, hành thức, danh sắc, sáu xứ, xúc thọ, vân vân,
Hey. Cho nên già và chết thì các bản sớ giải đã nêu ra những tướng trạng riêng chủ yếu, và phụ sớ giải cũng làm sáng tỏ những vấn đề này rồi. Thì trong bản sớ giải kinh Đại Duyên có giải thích như sau: sự thâm sâu quán triệt lý duyên khởi thì cần phải hiểu như sau. Thứ nhất là hiểu về ý nghĩa của vô minh. Và vô minh nó sẽ biểu hiện ra bao nhiêu hình tướng chẳng vậy. Thì trước tiên là hiểu về ý nghĩa của vô minh. Hiểu ý nghĩa của vô minh là không thâm sâu, tức là ý nghĩa của vô minh có nghĩa là không thấy. Không thấy là một sự thâm sâu của vô minh, không biết là một sự thâm sâu của vô minh. Không thông đạt bốn chân lý cao quý, đó là ý nghĩa thâm sâu của vô minh. Khi nói vô minh thì người ta phải nhấn mạnh ngay cái tướng trạng riêng của vô minh là gì, là không thông suốt bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Đó là cái phần chủ yếu, phần chánh. Phần phụ cũng có thể là không biết về quá khứ, không biết về vị lai, tức là không biết về nhân, hay là không biết về quả, hay không biết về cái lý tương sinh. Nhưng nói tới ý nghĩa vô minh thì vô minh thâm sâu do không biết tứ đế, không biết chân lý tứ đế. Rồi ý nghĩa của các hành là thâm sâu. Hành, khi nói tới hành thì người ta sẽ điểm ra ngay cái bản chất của cái hành. Chúng ta nói như vậy là bản chất là khác, còn cái biểu hiện nó là khác. Mà dù cho khi đã nói tới hành thì chúng ta nói tới cái bản chất của hành. Bản chất hành là gì? Chính là pháp thực tính của hành là gì? Pháp thực tính của hành chính là tâm sở tư. Tâm sở tư người ta có thể gọi một danh từ khác là nghiệp, hoặc là một sự cố ý, tác ý gì đó chẳng hạn. Nhưng mà cái bản chất của nó là hành, tức là tâm sâu do cái tâm sở tư. Thì tâm sở tư này nó tâm sâu khi nó biểu hiện qua cái tâm sở tư hợp ở trong bất thiện, nó lại là khác rồi, nó là khác rồi. Và tâm sở tư nó hợp trong cái tâm thiện, nó là khác rồi. Thì nhưng mà cái bản chất của tâm cái hành nó vẫn cứ là tâm sở tư, và nó biểu hiện qua cái bất thiện ở thân, bất thiện ở lời nói, nó là một việc. Hoặc là nó biểu hiện qua cái thiện ở tâm, hoặc là thiện ở lời nói, hoặc là thiện ở cái thân là một việc. Hoặc là nó biểu hiện qua cái sự yên lặng về thân, nó chỉ có tâm diễn tiến thôi. Thì cái này được này gọi là cái bất động hành chẳng hạn. Thì nhưng mà rõ ràng khi mà nói tới ý nghĩa của hành thì phải biết là cái bản chất, tức là cái tướng riêng của hành là tâm sở tư. Mà tâm sở riêng cái tướng của nó là tạo tác. Nó tạo tác cái điều xấu thì gọi là cái bất thiện hành. Còn nếu mà tạo tác những cái điều tốt thì được gọi là thiện hành. Cho nên qua cái mô hình hành chúng ta sẽ có 6 loại hành. Tức là thân hành, ngữ hành, ý hành, rồi bất thiện hành, rồi thiện hành, rồi bất động hành. Bất động hành là chỉ cho những tâm thiền vô sắc đấy, những tâm thiền vô sắc đấy. Thì chừng đó chúng ta sẽ phân tích rõ hơn. Thì ý nghĩa thâm sâu của thức là gì? Ý nghĩa thâm sâu của thức là trạng thái rỗng không. Rỗng không. Trước tiên thì thức nó có một cái tướng trạng riêng, đó là nhận biết. Nhưng mà cái thâm sâu của thức là sự rỗng không. Nó chỉ là một tập hợp những cái gì gom lại là một thôi. Và nó là sự vắng mặt của một tác nhân và một sự biểu hiện của cái sự tục sinh. Như vậy thì thức nó có một tướng trạng riêng, đó là cái sự sinh lên. Sự sinh lên, hoặc là nó sinh lên ở vào cái thời điểm khởi đầu của một kiếp sống, hoặc là trong cái đời sống sau đó, tiếp tục sau đó, thì thức nó biểu hiện là một sự sinh lên. Và sự sinh này nó lại có trạng thái là rỗng không, nó trạng thái thâm sâu. Và nó là rỗng không như vậy thì người ta không có một lý do gì để người ta cho rằng thức là cái bản ngã cả. Cũng là bản ngã. Khi mà thức cho thức là một cái bản ngã thì do đó người ta đã bị tà kiến nó chi phối rồi mà không thấy mặt.
hoặc là ý nghĩa của danh sắc. Ý nghĩa của danh sắc, cái sự thâm sâu của danh sắc là gì? Là nó cùng sinh lên, hoặc nó có thể tách lìa nhau, hoặc nó không thể tách lìa nhau. Và nó sự hướng về và sự thay đổi. Thì cái ý nghĩa của thâm sâu mà nó cùng sinh lên á, hoặc là nó phải tách lìa hay là không tách lìa, thì phụ sứ giải sẽ giải thích cái điều này. Trước tiên là chúng ta giải thích về cái sứ giải đối với 12 cái nhân duyên này, hay 12 cái duyên khởi này, theo ý nghĩa thâm sâu. Ý nghĩa thâm sâu của 6 nội xứ là gì? Là những ưu thế. Cái nội xứ này nó có ưu thế. Và cái đó là một cái đặc tính, bản chất rất đặc biệt mà nó biểu hiện ra. Ví dụ con mắt thì nó ưu thế về sự thấy, và nó chỉ có ưu thế này thôi, những cái khác không thể chen lấn được với nó. Con mắt nó chở ưu thế là sự thấy, lỗ tai có ưu thế là sự nghe, và lỗ tai không thể chiếm đoạt cái vị trí thấy của con mắt, hay là con mắt có thể chiếm được vị trí thấy, vị trí nghe của lỗ tai, vì đó là cái địa vị mà độc tôn của nó. Tương tự và cái điều đó với mũi, lưỡi, thân, vẩy, ý nó có vị trí đặc biệt là nó nhận biết các cảnh, trong khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó chỉ có quyền hạn ở cái lĩnh vực của nó mà thôi. Con mắt nó chỉ có quyền hạn ở các những cảnh sắc mà thôi. Còn lỗ tai nó chỉ có quyền hạn ở những âm thanh. Cái mũi nó chỉ có quyền hạn ở những cái mùi hương, và lưỡi nó chỉ có quyền hạn ở các vị chất. Thân nó chỉ có quyền hạn ở những sự xúc chạm, nhưng ý nó có quyền hạn đó, tất cả những cái gì mà nó có xúc chạm được. Nhưng mà nên chúng ta thấy 6 nội xứ nó thâm sâu do cái ưu thế nó, do môn, đúng không? Đó là cái cửa đó, cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, cửa ý. Nhưng mà nói với những gì học viên diệu pháp thì mấy cái điều này rất là dễ nhận thức được. Và cái đặc tính riêng thâm sâu của 6 nội xứ là gì? Là nó sở hữu các ngoại xứ, nó làm chủ các ngoại xứ. Các ngoại xứ phải đi vào trong dòng cái dòng kiểm soát của nó. Con mắt sẽ kiểm soát được các sắc, lỗ tai sẽ kiểm soát được các âm thanh, và nó sẽ nhận biết được cái âm thanh nè, âm thanh này rõ, âm thanh này là vừa vào, âm thanh là nhỏ, âm thanh này nó không có đáng hài lòng, vân vân. Nó làm chủ được những cái điều đó, thì đó là cái thâm sâu của cái 6 nội xứ, nó là như vậy. Ý nghĩa của xúc, nó là một sự thâm sâu của sự tiếp chạm. Và chính vì sự tiếp chạm này là một sự thâm sâu, nó làm nảy sinh ra vô số cái vấn đề khác. Không có một pháp nào mà sinh khởi lên thiếu xúc cả, nó phải có xúc. Và tương xúc đó nó vận chuyển ra tùy theo cái tác ý cộng với xúc nó mà cái pháp đó hình thành, là tốt hay xấu, vân vân, đại khái như vậy. Ý nghĩa của thọ là thâm sâu do nhận hưởng cái vị của cảnh. Đó là nhận hưởng vị của cảnh đó nè, vị đó là vị lạc, vị đó là vị khổ, hay vị đó là cái vị không khổ không lạc, như vậy. Và cái ý nghĩa thâm sâu của thọ này là không có người cảm nhận, nó chỉ có pháp cảm nhận mà thôi. Tức là không có người nhận lấy cái kết quả, chỉ có thọ là cái pháp nhận lấy kết quả đó mà thôi. Đó là ý nghĩa thâm sâu của thọ. Ý nghĩa thâm sâu của ái là gì? Tức là nó tìm kiếm thích thú và hài lòng để thụ hưởng. Khi nó tìm kiếm được những vật gì mà nó thích thú, nó hài lòng, nó để thụ hưởng, thì cái đó là cái biểu tượng của ái, hay là cái biểu hiện của ái. Cho nên khi mà hành giả hoặc là chúng ta mà có tu tập về pháp tướng niệm xứ này, thì khi mà chúng ta có cảm thấy thích thú, chúng ta hài lòng, chúng ta hân hoan, chúng ta vui thích với một cái pháp nào đó, thì xem như chúng ta đang bị cái biểu hiện của tham ái của nó lấn chiếm vậy. Mà nếu như không chặn đứng liền thì nó sẽ phát triển lên,
và nó sẽ dẫn tới một tham được phát triển mạnh dạn là. Thì cái ý nghĩa của ái ở đây chúng ta phải biết là ái và tham nó hai cái trạng thái nó tuy rằng cùng một gốc rễ đó, nhưng mà cái tham nó là cường mạnh hơn cái ái. Cái ái chỉ là một sự thích thú, một sự hài lòng, một sự hân hoan, nó là cái biểu hiện thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta không có làm cho cái biểu hiện này nó chấm dứt thì nó dẫn tới cái gốc rễ của ái, tức là tham nó sinh khởi. Tham sinh khởi, tham sinh khởi được xem như là cái ái nó đã có mọc rễ, nó đã có gốc rễ, và gốc rễ đó được gọi là gốc rễ tham. Nhưng mà thích thú nó chỉ là một trạng thái của ái, nhưng mà tham thì nó bám lấy cái đó, bám lấy cái hình ảnh đó, bám lấy cái đối tượng đó, nó dính mắc với cái đối tượng đó, và nó sẽ cảm thấy khổ sở khi mất cái đối tượng đó. Như vậy đó là cái biểu tượng, hay là một cái biểu hiện, hay là một cái tướng riêng của cái pháp ái. Nó là như vậy. Thì ý nghĩa của pháp ái là sự tâm sâu, tức tiếng là cái dò kia, dò tìm, hoặc là thụ hưởng, hoặc là sự mê đắm. Cho nên có những cái danh từ để chỉ cho cái ái này, bản chất của ái này, ví dụ như dòng sông ái, chẳng hạn vậy. Trong khắp cứu chúng ta cũng thấy là không có gì sông nào lạnh như sông ái, chẳng hạn vậy. Hay là cái những cái dây leo tượng trưng cho ái, nó bám vào những cái dây leo, chẳng hạn vậy. Hay là cái đại dương, hay là dòng suối, và cái bản chất của ái thì không bao giờ biết thỏa mãn, không bao giờ biết thỏa mãn. Cho nên trong pháp cú cũng có một câu pháp cú mà Đức Phật ngài thuyết mà ngài tâm cao khổ thi đó, ví như mưa bạc mưa vàng, túi tham không đáy thì cũng còn than chưa đầy. Dù cho hưởng thụ cách nào đi chăng nữa thì cũng cảm thấy mình thiếu thốn. Cái bản chất thiếu thốn, bản chất mà không hài lòng, nó là một cái biểu tượng của ái. Mặc dù hưởng thụ cách nào chăng nữa cũng còn cảm thấy mình thiếu thốn, và nó cảm thấy mình đối khác, đối khác. Đó là một cái thâm sâu của cái ái nằm ở chỗ đó. Tức là thâm sâu của ái đây kết luận là nó là một sự không thể thỏa mãn, không thể thỏa mãn. Cái gì mà không thể thỏa mãn thì chúng ta biết nó là ái, mà ái rất là thâm sâu đó. Ý nghĩa của thủ, nó là thâm sâu do sự nắm lấy, sự bám lấy, sự giữ lấy, sự dính chặt. Đặc biệt là nó sẽ có sự chấp sai mà không chịu điều phục, biết nó sai mà không có sửa. Vì sao vậy? Bởi vì sợ sửa đi thì mất hết những cái gì mình đang có. Có một số người lao theo danh vọng, lao theo cái quyền lực, lao theo cái địa vị, mà một lúc nào đó họ biết nó là sai, nhưng mà bỏ, họ không dám bỏ, không dám bỏ. Cái đó gọi là thủ đấy, cái đó gọi là thủ đấy. Giống như trường hợp vua Ba Nha Xí chẳng hạn vậy. Ông nghe ngài Cú Ma Ra Cát Sa Bá giảng thuyết, ông biết ông sai rồi nhưng mà ông không bỏ được. Bởi vì ông bỏ là ông sợ mắc cỡ, rõ là người ta chê mình là cái người trước đây bị tà kiến, bây giờ phải chỉnh lý lại, vô vật đại khái như vậy. Có nhiều người nó cũng vậy, là biết mình sai nhưng mà không chịu sửa, nó trở thành những danh từ chúng ta gọi là cố chấp. Cố chấp mà nó biết là nó sai, biết tà kiến nó sai, nó lỡ nó rồi giờ nó lại cái lý thuyết mình nó sai vậy, mắc cỡ kệ, bám lấy nó, bào chữa nó. Cái đường này gọi là cái ngoan cố, hay là cái cố chấp, nó là như vậy. Nó là cái thủ đó, nó là cái thủ mà không thấy. Thủ là mức độ của ái dày đặc luôn, dày đặc. Nó dẫn tới một cái kiến thủ, hoặc là một cái dục thủ, nắm lấy nó mà biết nó có hại mà không thể lìa bỏ nó. Giống như một người nghiện rượu không thể bỏ rượu, biết là uống rượu có hại mà vẫn cứ uống. Ngay là một cái người mà nghiện ma túy, biết rằng nó là độc hại mà vẫn cứ phải chấp nhận nó. Bao quát thì đó được gọi là cái thủ đó, nó là dục thủ hay là một cái kiến thủ. Biết cái tư tưởng này nó sai nhưng mà không chịu chỉnh sửa đâu, không chịu chỉnh sửa. Vì sao không chịu chỉnh sửa? Bởi vì do cái
danh tiếng, do cái quyền lực, do cái ghế ngồi, do cái địa vị. Không dám, không dám chưa sửa đổi. Nó là một cái chiến thủ mà không thấy. Không phải chỉ là tà kiến không thôi nè, mà cái đó được gọi là chấp kiến, không chịu sửa. Ý nghĩa của hữu là gì? Ý nghĩa của hữu nó thâm sâu là do sự tích lũy. Cái khi nào mà mình mong muốn có, nó là sự tích lũy. Rồi nó là tự hành, tức là cái đắc ý hướng về nó. Hữu nó có thâm sâu là nó ném chúng sanh vào những cái thể thức sinh tái sinh khác nhau, nó ném vào những cảnh giới tái sinh khác nhau. Đây là cái thâm sâu của hữu. Nó có thể ném chúng sanh nó vào cảnh giới súc sanh, ném chúng sanh nó vào cảnh giới người, ném chúng sanh nó vào cảnh giới chư thiên. Rồi chư thiên cũng có nhiều dạng, chẳng hạn như vậy. Nó giống nhau đâu. Khi mà hữu nó ném chúng sanh vào những cảnh giới khác nhau vậy, nó dẫn tới cái sự thọ sinh. Nó thọ sinh ở chỗ nào? Ở nơi đó, ở chính nơi đó. Và những thích thú và những cái hữu tình cư nha, những nơi thức trú, đó là cái sự thâm sâu của hữu. Cho nên cái người nào mà còn muốn sinh hữu, tức là khi ta làm một việc gì đó là việc phước này, mà muốn được tái sinh vào chỗ này, tái sinh vào chỗ kia, người đó đang bị cái ái nó cao cấp hơn, nó dày đặc hơn, và chắc chắn là người đó cũng sẽ được cái sinh hữu đó mà thôi, chứ không phải là không đâu. Cho dù làm việc thiện mà hướng về cảnh giới súc sanh, vẫn cứ rơi vào cảnh giới súc sanh, chứ không phải không. Đây là trường hợp Bồ Tát chúng ta. Bồ Tát chúng ta có một kiếp làm nông dân, nhìn thấy cái cảnh huy hoàng của rắn chúa ở dưới dòng sông Champa, dưới dòng sông Champa Giá đó. Ngài làm phước xong, người nguyện được tái sinh vào cái cảnh giới đó, và mệnh chung thì ngài cũng tái sinh vào cảnh giới đó, và ngài trở thành rắn chúa Champa Giá trong bổ sự Champa Giá. Làm việc phước mà tái sanh vào cái cảnh giới của loài bò sát thì thật là một chuyện đáng buồn. Và Đức Phật Ngài chỉ ra như vậy để chúng ta thấy nè, đừng bám víu vào một sinh hữu. Nếu mà bám víu vào sinh hữu mà nếu không khéo, không có cái thời mà gặp Phật Pháp, chúng ta cứ ao ước những cảnh vàng son nhung lụa như vậy, rớt vào cái cảnh giới súc sanh. Cho dù cảnh giới súc sanh đó nó có huy hoàng cách nào đó thì cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Nên cái trường hợp này được gọi là hữu. Hữu là ném chúng sanh vào cảnh giới tái sinh, nó là như vậy. Ý nghĩa của sinh là thâm sâu, do chỉ ra cái sự chào đời, do chỉ ra cái sự sinh ra, hay là chỉ ra cái sự thụ thai, hay là sự sinh sản, thì cái biểu hiện có sự sinh nó là như vậy. Ý nghĩa của già và chết thâm sâu, do nói lên cái tính hủy diệt, tính hủy hoại, tính suy vong, tính nó bị biến đổi, và nói lên cái sự phân ly hay là sự biến chuyển. Thì những thực tính của những trạng thái như trạng thái vô minh v.v., chính những cái trạng thái này là thông đạt, cần phải được thông đạt xuyên qua những tướng trạng chủ yếu của chúng. Ví dụ tướng trạng vô minh chủ yếu là không biết, không biết cái gì, không biết tứ đế, đó là cái tướng trạng chủ yếu. Tướng trạng của hành là gì? Là nó tạo tác. Tạo tác cái gì? Nó tạo tác ra những cái bất thiện nghiệp, hay là tạo tác ra thiện nghiệp, hay tạo tác ra cái bất động nghiệp. Đó là cái thực tính chủ yếu của chúng. Phải nhận diện ra những cái pháp này qua cái tướng trạng riêng như vậy. Thì cái sự mà nhận định là những cái pháp nó qua xuyên qua cái tướng trạng riêng đó thì được gọi là bát tí quê thá gầm phi ta, gầm phi ta, tức là thâm sâu về cái thông đạt như vậy.
Vì những cái thực tướng đó là thâm sâu mà mình nhận thức được, thì những thực tướng đó mới gọi là thông đạt thâm sâu. Thì theo cách này, sự thâm sâu về quá triệt lý duyên khởi được nêu ra, nó là như vậy đó. Và trong cái bản phụ sứ giải, bản Tika có giải thích rộng thêm. Vô minh có nghĩa là không biết, vì nó đối trị với trí. Trí có tướng trạng là hiểu biết à. Hai cái tướng trạng này nó đối nghịch với nhau, vậy xuyên qua trí người ta mới thấy được cái của mình. Minh nó xuyên thủng vô minh, vô minh nó là không biết, mà nếu nó biết thì nó không còn là vô minh à. Cho nên chúng ta mới thấy cái minh được là đối trị với cái vô minh, tức là trí nó là có tướng trạng là hiểu biết, đối trị với cái không hiểu biết như vậy. Vô minh có ý nghĩa là không thấy, thì đối nghịch với cái không thấy đó là trí, tức là sự nhận trí, nhận thấy. Và nhận thấy cái gì? Nhận thấy tứ đế, thì là tứ đế. Vô minh có nghĩa là không thông đạt các chân lý. Thì qua thực tướng của vô minh không cho phép chúng sanh ấy thấu hiểu được thực tại thiết yếu về các chân lý khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ diệt và con đường dẫn tới sự khổ diệt. Thì trí sẽ làm được thay thế cho nó, đối nghịch lại như vậy. Hoặc là sự tích lũy. Sự tích lũy là gom lại, tức là ái đó, ái là sự tích lũy đó. Sự tích lũy là gom lại hoặc là chất đóng các pháp tương ứng theo chức năng riêng của nó như vậy. Sự tham là một phần của những phi phúc hành. Trong hành chúng ta có ba loại hành. Một hành thứ nhất là phi phúc hành, chữ Bali gọi là apunya phí, apunya phí sankara. Apunya phí sankara là cái hành cao tột. Apunya tức là phi, không có phước. Apunya là phước, apunya là không có phước, được gọi là phi phúc hành. Thì sự tham đó là một phần của phi phúc hành. Cái bất thiện nó có thể là tham, có thể là sân, có thể là si. Như thì tham nó là một có biểu hiện của phi phúc hành. Phi phúc hành không hẳn chỉ là chỉ tham không thôi, mà nó có sân trong đó, mà sân trong đó cũng là một dạng của tham. Nó cũng có si trong đó, si nó là gốc rễ, gốc rễ. Thì tham nó chỉ là một phần của cái phi phúc hành. Còn ly tham, ly tham là chỉ cho một phần có cái phúc hành và một phần của bất động hành. Hoặc là những phi phúc hành là một duyên cho tham phát sinh, là sự tăng trưởng của tham và đối nghịch chống lại tham, thì được gọi là ly tham. Ly tham gọi là phi phúc hành hay là phúc hành, tức là tạo những cái thiện nghiệp. Và những thiện nghiệp thì không có tham. Sau khi tạo thiện nghiệp thì có thể tham nó sinh lên. Sau khi tạo thiện nghiệp thì tham có thể sinh lên. Như một số Phật tử sau khi tạo thiện nghiệp xong, ước muốn là mình sẽ được như vậy, như vậy, như vậy mà không ước muốn được cái diệt tham. Cái gì diệt tham? Chính là niết bàn. Nhưng mà mình chỉ ao ước cái tham thôi, mà không ao ước cái diệt tham. Nó là như vậy. Bạn sẽ giải thích rõ thêm cái chữ tham và ly tham đó là như vậy. Những cái pháp nào như là phúc hành hay bất động hành thì nó đối nghịch với phi phúc hành. Mà phi phúc hành nó là ẩn chứa tham trong đó, thì phúc hành và bất động hành nó ẩn chứa cái ly tham nằm trong đó. Tiếp theo có ý nghĩa trống rỗng. Cái nghĩa trống rỗng của thức là thâm sâu. Vì Đức Phật dạy rằng thức là cơ sở đặc biệt cho sự chấp sai về bản ngã. Chúng ta nói là cái thọ là tôi, hành là tôi, tưởng là tôi, thức là tôi. Nhưng trong cái bốn cái điều này, hay là nói trong cái năm quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do dù rằng khi mà phân tích ra thì cho rằng là sắc là tôi, thọ là tôi, tưởng là tôi, hành là tôi, thức là tôi. Tuy nhiên trong cái năm pháp đó thì cái thức nó vững chắc hơn, nó kiên cố hơn.
thường nó cho cái thức là nhận thức để nhận biết, và nhận biết là nhận biết một cái sai này thì nó gắn khánh thức vô cũng là như vậy. Thì cái thức này, cái thâm sâu của thức này phải nhìn thấy được cái thức này nó trống rỗng, nó trống rỗng. Vì thức nó là cơ sở cho cái sự chấp sai về bản ngã. Mà khi mà mình thấy cái thức này nó trống rỗng, mà Đức Phật Ngài dùng rất nhiều cái hình ảnh để chỉ cho cái sự trống rỗng của thức này, để cho lìa bỏ đi cái bản ngã Atma. Atma vốn nó không có, cho nên không có đưa một cái hình thức nào của Atma vào ở trong đây nữa ta. Mà chỉ cái một cái người mà cái cho rằng có một Atma là rơi vào một cái thường kiến mà không thấy. Tôi dù rằng họ nghĩ rằng ta làm những cái này ta không có nương theo cái Atma, ta không có cái hỗ trợ cho Atma hay gìn giữ Atma, nhưng mà đã có một tư tưởng Atma là rơi vào cái tà kiến mà không thấy. Chính cái không thấy nó được gọi là vô minh. Bởi sao? Atma vốn không có. Và đại diện cho cái có này nó lại là thức. Thức nó với một vai trò rất đặc biệt, nó là một cơ sở đặc biệt cho sự chấp sai về cái bản ngã này. Cho dù rằng có người ta biết rằng cái bản ngã này là sai không có, nhưng mà họ vẫn nói là tôi lìa bỏ cái bản ngã. Lìa bỏ bản ngã nó đâu có đâu mà lìa. Cái người nói tôi lìa bỏ cái bản ngã đó là người đó đã sai. Vì bản ngã nó không có mà sao gọi là lìa được? Nó không có thì không thể nào gọi là lìa bản ngã. Khi nào nó có tôi mới lìa bản ngã, chứ còn không có làm sao tôi lìa được. Con chùa tôi mới bỏ chùa tôi đi, chứ còn nó không chùa sao tôi bỏ chùa tôi đi. Có nhà tôi mới bỏ nhà tôi đi, chứ không nhà làm sao tôi bỏ nhà tôi đi được. Cho nên người đó nè, tôi hành pháp để lìa bỏ cái bản ngã, người đó đã sai. Ngay trong cơ bản đã sai. Vì sao? Vì đã còn chấp ngã trong đó. Cho có ngã thì mới lìa bỏ ngã, mà không thấy, không thấy điều này. Và do không thấy điều này cho nên bám theo cái đó, cho rằng có bản ngã mình giờ tôi bỏ bản ngã chứ không phải tôi theo bản ngã, cái đó mới sai nữa, Mà đại diện cho cái cơ sở này nó là thức. Thức nó mặc dù ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì mỗi người có thể chấp vào một trong cái quẩn đó cho là ác tá, hoặc là sắc là ác tá, thọ là ác tá, tưởng là ác tá, hành là ác tá, thức là ác tá. Nhưng mà cái thức, cho thức là ác tá, nó đóng vai trò quan trọng hơn, nó nặng hơn, nó là khắng khích nhiều hơn. Vì sao? Vì người đó nghĩ là tôi biết, tại thức nó có đặc tính, nó là biết, nó nhận thức, nó biết. Cho nên tôi biết nó là như vậy. Nhưng mà cho nên tôi biết cái thọ nó là có bản ngã, thì cái biết nó, thức nó đã đóng góp vô trong đó rồi. Cho nên thức, thấy được thâm sâu của thức, nó là cái đặc trưng của nó, là cơ sở đặc biệt để chấp về cái bản ngã, nó là như vậy. Thì trong Tương Ưng Kinh tập 2, chương Tương Ưng Nhân Duyên, cái phẩm thứ 7, phẩm đại phẩm, tức là Ma Ha Quốc Cá. Cái bài này chúng tôi nói rất chậm, quý vị cố gắng mà nghe, bởi vì nó lập trình cho những cái điều về sau này rất là đặc biệt. Bữa này chúng ta thông suốt được những về sau, chúng ta đi rất là gọn và rất là dễ hiểu. Thì trong cái Tương Ưng Kinh tập 2, chương Tương Ưng Nhân Duyên, phẩm thứ 7, đại phẩm, chữ Pali là Ma Ha Quốc Cô, kinh hạ người ít nghe, Asutawa Sutang, ký hiệu là A293. Đức Phật còn có dạy anh sao? Đã lâu ngày, này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu đấm trước xem là của tôi, tức là ái đó, vậy của tôi là ái đó, xem là của tôi là ái, chấp thủ cái này là của tôi, là nắm giữ lấy cái ái, cái này là tôi, nắm lấy với cái ngã mạn, cái này là tự ngã của tôi, là nắm lấy cái tà kiến đó. Do vậy ở đây này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu
không đủ để có thể nhàm chán. Một khi có ái, ái luôn luôn bám, bám lấy làm sao mà nhàm chán được. Chỉ khi nào thấy được nó vô thường khổ mới có thể nhàm chán. Nên không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, tức là lìa bỏ nó, không đủ để có thể giải thoát. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy nè, nếu lâu ngày mà kẻ không được nghe, vô văn tức là không được nghe, một phàm phu đã là tệ hại rồi, mà vô văn phàm phu nữa, tức là cái một người phàm phu này không được nghe pháp của những của Đức Phật hay của các vị thánh tinh văn, không có sự suy tư như vậy, thì người đó sẽ không luôn luôn rơi vào một trong ba trạng thái, hoặc có khi luôn cả ba trạng thái, là cho năm quẩn này là của tôi, tức là thuộc về ái, cho năm quẩn này là tôi, là thuộc về ngã mạn, hay cho năm quẩn này là tự ngã của tôi, là thuộc về tà kiến, hoặc là rơi vào một trong ba cái điều này, hoặc là rơi cả ba luôn cái điều này như vậy. Và như vậy thì cái người mà không học, không có học hỏi, không học hiểu đó, thì lúc mà không có thấy được, không thực hành thiền để mà thấy được những cái pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã như vậy đó, thì không có đủ để có thể nhàm chán, tức là không có thể dám có cái can đảm mà chán, nhàm chán, không thích thú với sắc tinh hương vị xúc, hay là không có đủ can đảm để không thích thú với sắc thọ tưởng hình thức, mà đã không có đủ can đảm để mà lìa bỏ sắc thọ tưởng hình thức hay là sắc tinh hương vị xúc, thì không có thể có cái sự xa lìa được, tức là viễn ly quý quê cá, không có xa lìa, mà đã không có xa lìa được thì không có thể giải thoát được, bị dính mắc lên như vậy. Câu này của Đức Phật thầy dạy về cái lý duyên khởi cũng rất là thâm sâu, nó là như vậy. Ý nghĩa của thức là sự vắng mặt của một cái tác nhân và sự biểu hiện của sự tục sinh. Thì cái sự tục sinh này, cái biểu hiện của sự tục sinh mà không có sự chuyển đổi, nó không có sự chuyển đi, tức là nó không có thay đổi. Cái, mặc dù chúng ta biết rằng cái tục sinh này nó có thể thay đổi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác này, nhưng mà cái sự tục sinh đó nó không chuyển gì. Tức là nó không có đi di chuyển theo cái cách khác. Làm thế nào để cho sự tục sinh này nó chuyển gì? Tức là nó không còn tục sinh nữa. Còn bây giờ nó còn tục sinh thì nó không chuyển gì. Cho nên ý nghĩa của thức nó thâm sâu ở chỗ là nó biểu hiện của nó là gì? Là cái sự tục sinh không chuyển gì, tức là không có thay đổi. Không là cái sự tục sinh không thay đổi, mà làm sao cho cái sự tục sinh nó chấm dứt, nó thay đổi, thì cái đó mới là không, nó là thấu triệt được cái thức, nó là như vậy. Và đó là một sự thâm sâu. Vì sao vậy? Về chúng sanh lâu lâu lắm rồi, rất nhiều kiếp đã bám vào một cái bản ngã như là một cái tác nhân của thức. Cái nói thức là người ta nói tới bản ngã, vì nó là một cái pháp mà rất vững chắc về cái bản ngã này. Nó là tác nhân của thức, là chủ thể của sự chuyển di ở trong cái dòng luân hồi. Thức là sự chuyển di ở trong dòng luân hồi. Không có thức thì không có sự tái sinh, không có thức thì không có sự tái sinh, mà đã có sự tái sinh là có sự chuyển di. Nó chuyển di từ lúc tái sinh xong thì ở trong thời bình nhật nó cũng chuyển di, nó cũng đi từ cái vị trí này sang vị trí khác, nó từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ cái hình thức này sang hình thức khác, luôn luôn nó là như vậy. Và lúc trong cái thời bình nhật thì trong thời bình nhật được chỉ cho một cái giai đoạn từ lúc tục sinh cho đến khi chết, trong khoảng giữa đó thì được gọi là cái thời bình nhật. Và cái chữ bình nhật được gọi là chữ báo quát tí. Báo quát tí có nghĩa là sự phát triển hay sự tiến triển hay là sự diễn tiến. Và cái chữ diễn tiến này, trong thời diễn tiến này, nó kể từ cái tiểu sắc na trụ của tâm tục sinh cho đến cái tiểu sắc na trụ của tâm tử.
Và trong cái thời điểm đó thì được gọi là cái thời Báo Quát Tế, tức là thời Minh Nhật như vậy. Thì đối với danh sách này, đối với danh sách nè, thâm sâu cái danh sách này là chúng có thể tách rời, hoặc là chúng thể không thể tách rời. Thì chúng có thể tách rời vì danh và sắc này chúng không có hòa hợp với nhau. Danh là danh nè, sắc là sắc, nó không có sự hòa hợp nhau thì nó có thể có sự tách rời, mặc dù rằng danh và sắc này nó cùng sinh lên, nó cùng sinh lên, nhưng mà nó không có hòa hợp với nhau. Do nó không hòa hợp nhau nên nó có sự tách rời. Cái sự cùng sinh lên là khác, mà sự hòa hợp với nhau là khác. Ngay trong thời điểm tục sinh thì tức thức tục sinh nó sinh lên, nó sẽ có danh và sắc sinh khởi lên. Nếu ở trong cõi ngũ uẩn nó sẽ có danh và sắc sinh khởi lên. Tuy rằng danh và sắc nó cùng sinh khởi lên như vậy đó, nhưng mà danh là danh, sắc là sắc, nó không có cái sự hòa hợp nhau, cho nên chúng có thể tách rời nó như vậy. Nó cũng ví là danh và sắc này cũng giống ví như là dầu với nước nè, nó không có thể mà hòa lẫn với nhau được. Tuy rằng nó ở chung trong một ly nước, hoặc nó ở chung trong một bồn nước, hay nó ở chung trong một lu nước, nhưng mà nước là nước, dầu là dầu, nó không có hòa hợp nhau. Cho nên nó không hòa hợp thì không có nghĩa là nó không cùng sinh lên, mà nó cùng sinh lên không có nghĩa là nó hòa hợp. Và cái danh sắc này nó có thể tách rời nhau. Trong cái cõi gì, trong cái cõi vô sắc thì rõ ràng là sắc là tách rời. Trong cõi vô sắc không có sắc pháp, chỉ có danh pháp mà thôi. Cho nên nó sẽ được tách rời là như vậy. Hoặc là trong cõi vô tưởng, trong cõi vô tưởng không có danh, chỉ có sắc thôi. Như vậy danh và sắc này nó được tách rời như vậy. Nhưng mà nó sắc với sắc có thể không tách rời nhau, nó kết hợp nha. Ở đây chúng ta bàn về cái chữ tách rời thôi Thì danh và sắc nó phải tách rời nhau, nó không có thể cùng chung nhau, nó không có thể hòa hợp với nhau được, mặc dù nó cùng sinh lên nhưng nó không có hòa hợp nhau được. Giống như dầu với nước, ở trong một ly nước, trong một hồ nước, hay trong một vại nước, nhưng dầu là dầu, nước là nước, nó không có giống nhau. Hoặc là có những cái chậu chỉ nước không hơi mà không có dầu, giống như cõi vô sắc nè các bạn, thì dầu nó bị tách ra. Hoặc là có một chậu một chỗ chỉ có dầu không hơi mà không có nước, như là bình dầu hay là bình gì đó mà không bao giờ có nước, thì giống như cái cõi vô tưởng chỉ có sắc mà không có danh. Tuy nhiên đôi khi sắc với sắc chúng hòa hợp với nhau, thì đối với sắc rồi sắc màu chúng hòa hợp với nhau thì chỉ cho trong một cái đoàn sắc, tức đoàn cái la bá, đó là cái la bá. Trong đoàn cái la bá này các sắc pháp nó kết hợp với nhau. Chữ cái đoàn sắc bất ly này, nó chữ Pali gọi là Anipoga Rupa. Trong đoàn cái la bá nó có cái đoàn gọi là đoàn bất ly, là có 8 cái pháp bất ly chẳng hạn vậy, nó không bao giờ nó lìa bỏ nhau, nó tách rời nhau được. Thì cái sự mà không thể tách rời là chỉ cho bốn hay ba cái sự đồng, hoặc có ba hoặc bốn cái sự đồng. Thứ nhất là gì? Là đồng sinh, đồng diệt, đồng nương và đồng diễn tiến. Thì khi mà nói là có cái sự không thể tách rời là chỉ cho bốn sự đồng này: sinh thì đồng sinh lên, diệt cùng diệt, và nó nương thì còn đồng nương, và giống như là tâm nương nơi nào thì tâm sở nương nơi đó đó, chẳng cùng nương lên chẳng vậy nè, và đồng diễn tiến như vậy. Ở cõi ngũ uẩn thì có đầy đủ danh và sắc, ở cõi vô tưởng chỉ có sắc không danh, chỉ cõi vô sắc thì có danh mà không sắc. Và khi nói chúng ta nói tới chữ danh, nghĩa là nam á,
thì có nghĩa là cái hướng về. Thì chữ Nam Á này nó từ cái chữ Namana. Namana có nghĩa là hướng về. Theo ý nghĩa là nó hướng dẫn đến một cái đối tượng. Danh có nghĩa là nó hướng dẫn tới một cái đối tượng. Đối tượng đây chính là cảnh. Không có một cái danh nào mà nó không hướng về đối tượng hết, ngoại trừ là niết bàn hay là danh chế định. Nó không có. Còn danh hữu vi thì lúc nào nó cũng hướng về cái đối tượng hết. Mà cái đối tượng này thì chúng ta gọi là cảnh đó, tức là Aramana đó. Thì danh này chúng ta bao gồm là khi ở đây hướng về đối tượng, nó bao gồm tất cả là thọ, tưởng, hành, nó thuộc về danh. Và nó sẽ kết hợp với thức. Thức cũng thuộc về danh, nhưng mà đóng một bên vai trò là chỉ đạo. Thì danh đây muốn chỉ cho thọ, tưởng, hành, thức. Và hồi đó hình tấn này bắt buộc nó phải hướng về một cái đối tượng, tức là cảnh. Vì cảnh là nguyên nhân sinh ra nó, thì nó hướng về cái đó để nó có thể sinh khởi lên như vậy. Còn sắc từ cái chữ rupa có nghĩa là thay đổi hay là biến dạng, cái làm cho bể vỡ ra hư hoại. Giống như một cái cây mà chúng ta cắt nó, chặt nó, đốn nó hoặc là đốt nó chẳng hạn, thì nó bị rã rời ra, nó từ cái mảnh vụn nhỏ nó chẻ ra từng mảnh vụn nhỏ. Nhưng mà tâm không làm được như vậy. Sắc thì có thể một viên đá chúng ta đập bể ra thành ra những viên đá vụn, có thể đập ra nó nhỏ đến từng hạt bụi, có thể làm được. Nhưng tâm tức là danh không làm được chuyện này. Đây là cái điểm khác biệt giữa danh và sắc mà chúng ta nắm bắt được. Nên danh là sắc là chỉ cho những gì có thể bị hư hoại, những gì có thể bị đập bể, bị làm bể vụn ra. Nhưng tâm không làm cho bể vụn được. Nó sinh lên và nó diệt. Nó sinh lên như thế nào nó diệt cũng y chang như vậy. Không có thể tách liền nó được như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái sự bản phụ sĩ giải thích rộng thêm về cái danh sắc nó là như vậy. Tiếp theo, sáu nội xứ là chỉ cho nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thì có những cái trần cảnh là nó bám vào ở trong những cái xứ này, gọi là có ưu thế thì chúng có năng lực và soi sáng, có khả năng bộc lộ những đối tượng như là sắc tướng. Thì con mắt cũng có ưu thế bởi vì nó khả năng có bộc lộ những đối tượng là sắc tướng. Lỗ tai nó có ưu thế vì nó có khả năng bộc lộ những âm thanh, vân vân. Mà khi mà đi những cái sắc tướng, âm thanh hay là mùi hương hay là cái vị chất đi vào cái lĩnh vực của chúng thì chúng sẽ quản lý nó càng vậy. Tiếp theo nữa là dù cho cái gì chăng nữa thì năm quẩn này nó cũng sẽ không có linh hồn, hay là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ này nó đều không có linh hồn. Cái chữ linh hồn, chữ Bali gọi là Nichiwatha, Nichiwatha. Thọ nó không có cái linh hồn, đó là một sự thâm sâu. Thọ nó không có linh hồn, không có bản ngã nào, đó là một sự thâm sâu. Vì sự bám chặt vào ý tưởng là có một cái ngã cảm thọ. Thường chúng ta có một cái cảm thọ lạc và khổ, vì chúng ta là cho rằng có một cái bản ngã nó cảm thọ đó. Nó cảm thọ lạc hoặc nó cảm thọ khổ hoặc nó cảm thọ không lạc không khổ. Nhưng mà thực tế thì cái hiểu biết là cái thọ này nó không có một cái linh hồn, không có sự bám víu nữa. Nó trống rỗng, đó là một sự thâm sâu của cái thọ như vậy. Thì thực tính về vô minh là thâm sâu. Theo ý nghĩa, vô minh là không thể dò đến được, vì nó không cho phép cái người không có trí tìm thấy một chỗ đứng ở trong cái chỗ đó vậy. Vô minh chỉ được quán triệt bởi những phương pháp thông đạt của vô si, là trí của thánh đạo. Thì theo Trung Bộ Kinh thứ nhất, bài kinh Thánh Cầu, chỗ Bali gọi là Ariya Pariyesana Suttan, bài kinh số 26, ký hiệu M1 160, có ghi nhận như sau: sau khi mà giác ngộ thì Đức Thế Tôn là có ý không muốn giảng pháp,
Vì pháp duyên khởi này thâm sâu vi diệu, chỉ có người trí mới hiểu biết mà thôi. Còn đại chúng thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà có thể thấy được cái định lý duyên khởi này. Như vậy thì cái chốt chặn để mà khó thấy được duyên khởi này, nó chính là vô minh, mà hỗ trợ vô minh nó chính là cái tham dục này, tham dục này. Chứ còn đại chúng thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý duyên khởi này, thật khó mà thấy được định lý của tất cả các hành tịch tịnh, tất cả các sinh đi được từ bỏ, ái được đoạn tận, không phải là ly dục ái diệt vân vân. Cái sự thâm sâu của pháp duyên khởi được tóm gọn qua bốn điều như thế đó, nhưng mà về chi tiết thì rất đa dạng, rất đa dạng. Ví như là có cái, ví như một cái cây nó có bốn cái rễ chánh, bốn rễ chánh, bốn rễ chánh. Tuy rằng nó chỉ có bốn rễ chánh thôi, nhưng mà nó có vô số cái rễ phụ. Rồi trong cái vô số cái rễ phụ ấy, nhiều cái rễ phụ nó lại có những vô, có những cái rễ nhỏ nhỏ dính mắc trong đó, những chi tiết như trong đó như vậy. Hoặc là tuy rằng cái cây cổ thụ này nó có bốn cái rễ chánh, nhưng mà nó có vô số cành cây, rồi nó có vô số cái nhánh cây, rồi nó có vô số cái lá cây, rồi vô số cái hoa cây, rồi vô số cái những cái trái. Nhưng mà mỗi cái trái nó lại có một nét khác biệt, mỗi cái lá nó lại có nước có một nét khác biệt. Hình dung nó giống nhau như vậy nhưng mà nó vẫn khác biệt. Mỗi cái nhánh cây nó có cái sự khác biệt, mỗi cái nhành cây nó có sự khác biệt, mỗi cái hoa cây nó có sự khác biệt như vậy. Tuy rằng nó chỉ có bốn cái rễ thôi nhưng mà nó rất nhiều như vậy, nhưng mà vô số những cái điều vi diệu nó là như vậy. Nhưng mà lý duyên thể này nó dường như là thâm rõ ràng với ngài Ananda, và Đức Phật ngài đã khiển trách ngài Ananda. Và tới đây thì chúng ta sẽ tạm dừng lại vì quý vị cũng sẽ bảo quà rồi, cho nên chúng ta dừng lại chỗ này đi để tuần sau chúng ta là tiếp. Và chúng ta cũng nhìn đồng hồ thấy cũng đã tới giờ rồi, thì phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chùa tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở chùa Bồ Đề này, cầu mong cái ngày quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin chào hỏi chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chùa tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mật quyến thuộc, còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được sự an vui. Nương theo quả phước này xin đem lại sự tốt đẹp cho thân mật quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó được tái sinh về nhà cảnh, được kết quả làm người quả chư thiên, đặc biệt là sống trong hào quang gia pháp của Đức Thế Tôn. Sau cùng xin chia được quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới muôn loài, điều đó thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạng Giác, Nam mô Sần Cà Giác. Sa tu lành thay, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp thi tiên bệ cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa tự ẩn náu phước hằng hạ xa. Tỳ khô chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiệu cư châu quận được phận an khương, chúng sanh bốn loại thông thường noãn tai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đắng mà dứt khổ chuyện quanh đóa đài. Cầu cho hưng thánh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang,
bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng căn hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp hôm nay, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.